Chào mừng các con đến với giờ học môn địa lý. Hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu về châu Phi hoang dã. Hôm nay, mình lại tiếp tục đi tiếp đến một châu lục khác cũng hấp dẫn không kém. Vậy không chần chừ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Châu lục mà cô muốn nhắc đến đó chính là châu Mỹ. Nào, hãy cùng khám phá xem điểm hấp dẫn của châu Mỹ nằm ở đâu. Châu Mỹ là một châu lục nằm ở phía tây bán cầu. Châu lục này bao gồm lục địa Bắc Mỹ, eo đất Trung Mỹ và lục địa Nam Mỹ. Bắc Mỹ là một lục địa nằm ở bắc bán cầu của trái đất. Đây là phần phía bắc của toàn bộ châu Mỹ. Trung Mỹ, về mặt địa lý, nằm giữa châu Mỹ trên trục Bắc Nam. Có khi nó được xem là một vùng riêng biệt, nhưng cũng có khi nó được xem là phần cực nam của Bắc Mỹ. Đây là nơi hai lục địa Bắc và Nam Mỹ gặp nhau. Nam Mỹ là phần lục địa nằm ở phía tây của Nam bán cầu trái đất thuộc châu Mỹ, từ phía kênh đào Panama trở xuống. Nhìn vào bản đồ, chúng ta dễ dàng nhận thấy châu Mỹ giáp với Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Đây là 3 trong số 4 đại dương lớn của hành tinh chúng ta. Với diện tích 42 triệu km vuông, châu Mỹ là châu lục đứng thứ 2 trên thế giới về độ lớn của diện tích. Về dân số, theo thống kê năm 2004, dân số của châu Mỹ chiếm 941 triệu người, đứng thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Phi. Với diện tích to lớn như vậy, nên địa hình châu Mỹ cũng đa dạng và thay đổi từ Tây sang Đông. Dọc bờ biển phía Tây là những dãy núi cao và đồ sộ, như là dãy Cordillera và Andes. Ở giữa là đồng bằng rộng lớn, ở Bắc Mỹ có đồng bằng trung tâm Hoa Kỳ, còn Nam Mỹ thì có đồng bằng Amazon. Phía Đông là những dãy núi thấp và cao nguyên. Cô giới thiệu với các con, đây là hình ảnh của dãy Andes. Dãy Andes là dãy núi dài nhất thế giới, gồm một chuỗi núi liên tục chạy dọc theo bờ Tây lục địa Nam Mỹ. Dãy Andes dài hơn 7.000 km và có chỗ rộng đến 500 km. Nó có chiều cao trung bình khoảng 4.000 mét. Và vị trí của nó nằm ở đất nước Peru, thuộc Nam Mỹ. Hình ảnh tiếp theo mà chúng ta đang nhìn thấy chính là đồng bằng trung tâm Hoa Kỳ. Nơi này có đất đai màu mỡ và có nhiều trang trại chăn nuôi gia súc. Hơn vậy nữa, trong lòng đất nó còn có nhiều quặng than đá và mỏ dầu. Và vị trí của nó là Bắc Mỹ. Hình ảnh dòng thác kỳ vĩ mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình chính là thác Niagara. Nó nằm ở đường biên giới của Hoa Kỳ và Canada. Thác Niagara bao gồm 3 thác riêng biệt. Và dù thác không cao nhưng mà thác Niagara rất rộng, với hơn 168.000 mét khối nước rơi xuống mỗi phút vào thời điểm nhiều nhất, và là thác nước mạnh nhất Bắc Mỹ. Hình ảnh xanh rì mà chúng ta đang nhìn thấy chính là hình ảnh của dòng sông Amazon. Đây là một trong những dòng sông được xem là con sông dài nhất thế giới, với chiều dài hơn 6.000 km. Sông chảy qua các nước Brazil, Peru và Colombia. Vậy chúng ta cũng dễ dàng nhận biết vị trí của nó chính là Nam Mỹ. Hình ảnh khô cằn này làm cho chúng ta nhớ tới hoang mạc Sahara ở châu Phi, đúng không nào? Nó cũng là một hoang mạc và tên của nó là hoang mạc Atacama. Đây là một sa mạc nằm ở phía bắc Chile và một phần nhỏ ở phía nam Peru. Hoang mạc Atacama nằm giữa Thái Bình Dương và dãy núi Andes. Địa hình nơi đây hoàn toàn tương phản với nhau vì có những ngọn đồi toàn đá, đá núi lửa và những cồn cát trải dài. Nơi đây nóng đến nỗi còn được mệnh danh là sao hỏa của trái đất. Và vị trí của nó chính là ở Nam Mỹ. Hình ảnh đẹp mát mắt mà chúng ta đang nhìn thấy chính là vùng biển Caribe.
Biển Caribe là một vùng biển nhiệt đới ở Tây Bán Cầu thuộc Đại Tây Dương. Bờ biển phía Nam giáp Nam Mỹ, phía Tây và Tây Nam giáp Mexico và Trung Mỹ. Phía Bắc và Đông là một chuỗi đảo. Toàn khu vực quanh biển Caribe còn gọi là vùng Caribe. Caribe có nhiều vịnh lớn nổi tiếng và vị trí của nó chính là Trung Mỹ. Châu Mỹ trải dài trên nhiều đới khí hậu, nhiệt đới, ôn đới và cả hàn đới. Nhiều nhất là ôn đới ở Bắc Mỹ và nhiệt đới ẩm ở Nam Mỹ. Đồng bằng Amazon ở Nam Mỹ được ví là lá phổi xanh của trái đất. Bây giờ, cô mời các con cùng theo dõi một clip về những hình ảnh ở Amazon. Rừng nhiệt đới Amazon là khu rừng lá rộng đất ẩm ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ. Khu vực này nằm trong 9 quốc gia, chủ yếu là Brazil. Và đây là một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất và phong phú nhất về các loài cây, các loài động vật trên thế giới. Bên cạnh đó, nó còn là một khu dự trữ sinh quyển cho loài người. Chính vì vậy, sự bảo tồn các loài động vật quý hiếm và các loại tài nguyên, nhất là nguồn tài nguyên sinh vật tại khu vực này, là nhằm bảo vệ sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người. Ở nơi này, có một số những loài động vật mà chúng ta có thể chưa thấy bao giờ. Ví dụ như những con sư tử Amarin màu vàng trong rừng nhiệt đới, hay những động vật thuộc các loài cóc, thằn lằn và cú lần đầu tiên được phát hiện trong những cuộc thám hiểm của những nhà khoa học Brazil thực hiện trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 5 2019. Khu vực này là quê hương của khoảng 2,5 triệu loài côn trùng, hàng chục nghìn loài thực vật và khoảng 2.000 loài chim cùng thú. Trong đó có cả những loài rắn, những loài ếch cực độc. Tuy nhiên, sự tồn tại của chúng thể hiện được sự đa dạng sinh học của khu vực rừng Amazon này. Nhưng điều đáng buồn ở đây là chỉ trong năm 2019 đã có hàng trăm nghìn vụ cháy rừng lớn nhỏ xảy ra. Điều này đe dọa rất nhiều đến đời sống của những loài động vật và thực vật ở khu rừng Amazon này. Đồng thời, nó còn là mối đe dọa với con người khi thiên nhiên bị tàn phá. Chúng ta vẫn thường nói rằng rừng Amazon là lá phổi xanh của trái đất. Vậy nên, khi khu rừng bị tàn phá, có nghĩa là lượng oxy trên trái đất bị mất đi rất nhiều và con người sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng từ những điều đó. Thế cho nên, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, lên án nạn chặt phá rừng và đốt rừng bừa bãi các con nhé! Chúng ta cùng tìm hiểu về dân cư ở châu Mỹ nhé! Phần lớn cư dân châu Mỹ là người nhập cư từ các châu lục khác đến, ví dụ như người da trắng từ châu Âu, hay người da vàng từ châu Á, người da đen từ châu Phi. Tuy nhiên, những cư dân đầu tiên, gọi là các dân tộc bản địa của châu Mỹ, lại chính là những tộc người Andean. Các sắc tộc bản địa này sinh sống ở cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Hậu duệ của họ ngày nay vẫn còn, nhưng chỉ còn là thiểu số. Và họ cũng thường được gọi là thổ dân châu Mỹ, với cái sắc da là da vàng. Nhưng người Việt của chúng ta vẫn quen gọi đó là thổ dân da đỏ đó các bạn. Và cư dân của châu Mỹ tập trung nhiều ở những vùng ven biển và miền Đông. Về kinh tế, những khu vực ở châu Mỹ có nền kinh tế phát triển ở nhiều mức độ khác nhau. Bắc Mỹ có nền kinh tế phát triển nhất về cả nông nghiệp và công nghiệp. Họ sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, có những sản phẩm như lúa mì, bông và gia súc như là lợn, bò sữa hay là cây ăn quả như là cam, nho. Công nghiệp thì có những ngành công nghệ kỹ thuật cao như là ngành điện tử, hàng không vũ trụ. Còn ở Trung và Nam Mỹ thì có nền kinh tế đang phát triển. Những nước ở đây chuyên sản xuất chuối, cà phê, mía, bông và chăn nuôi bò, cừu, và khai thác những khoáng sản để xuất khẩu. Ở vùng Bắc Mỹ, có một đất nước có nền kinh tế phát triển thuộc hàng bậc nhất trên thế giới. Chắc hẳn các bạn cũng biết,
đó chính là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hay người Việt của chúng ta còn thường gọi là nước Mỹ. Nào, bây giờ hãy cùng đến thăm nước Mỹ xinh đẹp các bạn nhé! Hoa Kỳ có tên đầy đủ là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nằm ở Bắc Mỹ, có diện tích lớn thứ tư và số dân đứng thứ ba trên thế giới. Hoa Kỳ có nền kinh tế phát triển cao, trong đó nhiều ngành công nghiệp đứng đầu thế giới như sản xuất điện, máy móc, thiết bị. Đồng thời, đây cũng là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Nếu có dịp đến đây du lịch, các con đừng quên đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nữ thần tự do, hay tòa Nhà Trắng, tức là nơi làm việc của chính phủ Mỹ, hoặc đến cầu treo San Francisco và rất rất nhiều những công trình nữa làm cho nước Mỹ vô cùng xinh đẹp. Qua bài học này, các con cần ghi nhớ những điều sau. Châu Mỹ nằm ở bán cầu Tây, gồm Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nơi đây có thiên nhiên đa dạng và phong phú. Rừng Amazon là vùng rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Phần lớn cư dân châu Mỹ là người nhập cư. Người Andean là người sống lâu đời ở đây. Bắc Mỹ có nền nông nghiệp tiên tiến, công nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mỹ sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản. Hoa Kỳ là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Yêu cầu đặt ra cho các con hôm nay là dựa vào bản đồ ở sách giáo khoa, hãy nêu tên hai dãy núi lớn ở phía Tây, hai đồng bằng lớn ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía Đông. Nào, nhanh chóng gửi bài về cho thầy cô của mình, các con nhé! Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các con đã đồng hành cùng cô trong chuyến du ngoạn châu Mỹ xinh đẹp. Cô hy vọng rằng chúng ta ngày càng yêu thêm những cảnh đẹp thiên nhiên và hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường để việc cháy rừng như ở Amazon vừa rồi không bao giờ diễn ra trên trái đất của chúng ta nữa. Các con có đồng ý với cô như vậy không? Chào các con và hẹn gặp lại!